Sửa bo mới rửa bát nha. Không chạy, không tốn thời gian, không khớp lóng, không báo lỗi. Anh em liên hệ 0936545458 và 0985418191 Zalo cung cấp linh kiện máy rửa bát, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh bốt, máy giặt bốt, máy xay, quần áo bốt, đồ gia dụng bốt, anh em máy ép chậm bốt. Liên hệ 0936545458 bên mình hỗ trợ sửa chữa, bảo hành máy rửa bát. Báo lỗi E01, E02, E03, E04, E06, E07, E09, E11, E14, E15, E19, E6900, E23, E24, E25, E27. Anh em liên hệ 0936545458. Bên mình cung cấp linh kiện nha, hỗ trợ kỹ thuật từ xa nha. Hello.